Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 29 tháng 9 năm 2023 của báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website vkvkvkvk.qzng.vn và nền tảng Spotify, kênh YouTube của báo Quân đội Nhân dân. Huyền Anh và Thanh Hà rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây. Tổng công ty Thái Sơn cần bám sát thị trường địa bàn để phát triển sản xuất kinh doanh. Trung tướng Nguyễn Xuân Anh dự hội nghị tư lệnh lục quân Ấn Độ Dương Thái Bình Dương lần thứ 13. Tổ chức thực binh bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến làm việc với Tổng công ty Thái Sơn về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 quy mô ngành nghề năng lực sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của tổng công ty thái sơn có những chuyển biến nhất định trên nhiều lĩnh vực như nhập khẩu chuyển giao công nghệ trang thiết bị quân sự xây dựng công trình quốc phòng giả phá bom mìn xây dựng công nghiệp dân dụng đào tạo nghề Thời gian tới, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu tổng công ty Thái Sơn khẩn trương hoàn chỉnh chiến lược phát triển, tập trung theo dõi điều hành sản xuất kinh doanh, phân công trách nhiệm chặt chẽ, đồng thời mở rộng các mối quan hệ, bám sát thị trường và địa bàn năng động khu vực miền Đông Nam Bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ nhân viên người lao động, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng địa bàn an toàn. Nhận lời mời của Đại tướng Manopande, tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ và Đại tướng Charles Flynn. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Dương Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham dự Hội nghị Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Dương Thái Bình Dương lần thứ 13 (IPACC 13) diễn ra từ ngày 24 đến 29 tháng 9 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Tham dự Hội nghị IPACC 13 gồm lãnh đạo Lục quân 30 nước, được đánh giá là Hội nghị có quy mô lớn nhất kể từ khi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997. Đoàn cấp cao quân đội nhân dân Việt Nam đã tham dự toàn bộ các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị IPACC-13 với chủ đề Cùng nhau vì hòa bình, duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nội dung của hội nghị tập trung vào 3 chủ đề thảo luận chính. Vai trò của đối ngoại quân sự trong giảm thiểu nguy cơ khủng hoảng, tăng cường khả năng phối hợp và tương tác thông qua huấn luyện, yêu cầu về khả năng tự lực tự chủ đối với lục quân hiện đại. Bên lề hội nghị, đoàn cấp cao quân đội nhân dân Việt Nam đã gặp song phương với trưởng đoàn các nước Hoa Kỳ, Ấn Độ và New Zealand để thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai bên nói chung, hợp tác lục quân nói riêng và tham dự triển lãm các thiết bị lục quân do Ấn Độ sản xuất. Sáng nay, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác Đảng, công tác chính trị quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2023. Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất đánh giá hoạt động công tác đảng công tác chính trị quý 3 năm 2023 của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã thực hiện tốt chương trình kế hoạch đề ra, một số mặt công tác được các cơ quan đơn vị tiến hành chủ động, chất lượng hiệu quả tốt. Về phương hướng nhiệm vụ công tác đảng công tác chính trị quý 4 năm 2023, hội nghị xác định cấp ủy tổ chức đảng các cấp tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức xây dựng đảng, chủ động kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng và duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt, hướng dẫn, tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 theo quy định. Hôm nay, tàu 263 và đoàn công tác vùng Nam Hải quân Nhân dân Việt Nam đã rời cảng Sihanoukville, tỉnh Pri Sihanouk, Campuchia, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm giao lưu với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Trong 4 ngày làm việc, đoàn công tác vùng Nam Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đến thăm, giao lưu với Sở Chỉ huy Tiền phương, Bộ Tư lệnh Bảo vệ đảo, bờ biển và căn cứ biển Rim, Hải quân Hoàng gia Campuchia. Tại những nơi đến, đoàn đã hội đàm, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác và phối hợp với các đơn vị hải quân nước bạn, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chuyến thăm của đoàn được hai bên đánh giá có ý nghĩa nhiều mặt làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị hợp tác hiểu biết tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau giữa hải quân hai nước qua đó góp phần duy trì hòa bình ổn định trên vùng biển giáp danh và vùng nước lịch sử việt nam campuchia Quân khu 5 và ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ tỉnh Khánh Hòa sáng nay tổ chức thực binh bắn đạn thật. Diễn tập khu vực phòng thủ được tiến hành với 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hành tác chiến phòng thủ. Với đề mục tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cho trung đoàn bộ binh 974 diễn tập chiến thuật bắn đạn thật. Các đơn vị hỏa lực thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng hoàn thành các bài tập đề ra. Nhận xét sơ bộ cuộc diễn tập, Trung tướng Thái Đại Ngọc, ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 5 đánh giá các nội dung diễn tập được thực hiện cơ bản đúng trình tự, sát thực tế địa phương, huy động lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ, bảo đảm chỉ tiêu theo quy định, tổ chức bắn đạn thật đúng thời gian, bảo đảm an toàn. Học viện Quân y sáng nay tổ chức hội nghị khoa học chuyên ngành chấn thương chỉnh hình với chủ đề cập nhật kỹ thuật mới trong chấn thương chỉnh hình. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 75 năm ngày truyền thống Học viện Quân y, mùng 10 tháng 3 năm 1949, mùng 10 tháng 3 năm 2024. Hội nghị là dịp để cập nhật kiến thức trao đổi kinh nghiệm chuyên môn sâu về các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên ngành, công bố những nghiên cứu có tính ứng dụng cao của các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học chuyên ngành chấn thương chỉnh hình đến từ các bệnh viện trong và ngoài quân đội. Tại hội nghị có 17 báo cáo khoa học cập nhật về chuyên ngành chấn thương chỉnh hình sẽ được các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ trình bày ở hai phiên là phiên toàn thể và phiên báo cáo chuyên đề như lựa chọn phương tiện kết xương liên mấu chuyển ở người trưởng thành. Tổng quan ứng dụng công nghệ 3D trong điều trị cá thể hóa bệnh lý chấn thương chỉnh hình, đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị hội chứng ống cổ tay. Cũng trong sáng nay tại bản Mường Him, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ thành công quả bom sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Trước đó, ngày 27 tháng 9, người dân tại xã Tiền Phong phát hiện một quả bom nằm dưới khe suối, cạnh nhà, do trời mưa nhiều ngày sạt lở đã nổ lên khỏi mặt đất. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quế Phong đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường xác minh thông tin và xác định quả bom trên là loại bom phá còn sót lại sau chiến tranh, có đường kính 40cm, dài 150cm và nặng khoảng 340kg. Không màu, còn nguyên kíp nổ đã bị han dỉ bằng các nghiệp vụ, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ. Ban Chỉ huy quân sự huyện Quế Phong, lực lượng dân quân xã Tiền Phong tiến hành trục vớt, tổ chức vận chuyển quả bom đến khu vực đồi bản Mường Him, xã Tiền Phong, tiến hành tiêu hủy thành công quả bom. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.